Nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2017, tại hội trường công ty, Ban Nữ công Quần chúng Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị Nữ công nhân viên chức lao động nhiệm kỳ 2017-2022 và biểu dương gia đình tiêu biểu năm 2017. Hội nghị đã cùng nhau ôn lại lịch sử thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, nghe báo cáo hoạt động phong trào nữ công nhân viên chức lao động nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng nhiệm vụ phong trào nữ công nhân viên chức lao động năm 2017-2022. Bên cạnh đó, đại diện các tổ nữ công Điện lực Sơn Tịnh, Điện lực Đức Phổ, Điện lực Nghĩa Hành cũng trình bày báo cáo thảo luận về các nội dung vì sự tiến bộ phụ nữ và công tác chăm sóc thiếu niên nhi đồng, công tác giỏi việc nước, đảm việc nhà và tình hình lao động nữ tại đơn vị. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh, giám đốc công ty, đánh giá cao những đóng góp của chị em phụ nữ trong thời gian qua, luôn phát triển, vươn lên và dần khẳng định mình. Đồng chí nhấn mạnh, đảng ủy, ban giám đốc, công đoàn công ty sẽ tạo điều kiện để phong trào nữ công nhân viên chức lao động ngày càng phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Đồng thời mong muốn trong nhiệm kỳ mới, ban nữ công công ty sẽ cố gắng nỗ lực cùng các đoàn thể khác, cùng công ty phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết thúc hội nghị, công đoàn công ty cũng đã tổ chức vinh danh cho 10 gia đình tiêu biểu được bầu chọn từ gần 700 gia đình của công nhân viên chức lao động các đơn vị trong công ty. Nhiệm kỳ 2012-2017 có thể nói là một nhiệm kỳ đầy thành công của Ban Nữ công Quần chúng Công ty Điện lực Quảng Ngãi, mang lại bộ mặt mới cho nữ công nhân viên chức lao động công ty. Phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhiệm kỳ 2017-2022, tin tưởng rằng Ban Nữ công Quần chúng Công ty Điện lực Quảng Ngãi quyết tâm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần vào sự lớn mạnh của tổ chức công đoàn, là người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tin cậy của nữ công nhân viên chức lao động trong đơn vị, góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của công ty. Nhìn lại 5 năm để ban nữ công mới vẫn tiến bước tiếp những chặng đường còn dang dở và bước những bước dài hơn, vững vàng hơn và nổi bật hơn, không phụ lòng lãnh đạo và các đoàn thể trong công ty đã quan tâm sâu sắc.